Thưa quý vị, thưa các bạn, theo xu hướng toàn cầu, thương mại điện tử xuyên biên giới trở thành một kênh quan trọng cho xuất khẩu. Tham gia vào xuất khẩu trực tuyến, các doanh nghiệp có cơ hội cọ sát hoàn thiện sản phẩm của mình hơn nhằm thúc đẩy gia tăng giá trị chất lượng hàng hóa Made in Việt Nam. Năm 2020, COVID-19 đã để lại cho nền kinh tế những hậu quả rất nặng nề. Do đó, việc chuyển sang các nền tảng kỹ thuật số để xuất khẩu không còn là một lựa chọn, mà là điều bắt buộc để các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tồn tại và phát triển. Kết thúc năm 2020, thương mại điện tử Việt Nam đã tăng trưởng 18% so với quy mô và đạt 11,8 tỷ đô la Mỹ, từng bước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam xuất khẩu trực tuyến thành công. Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương và Alibaba.com, một trong những nền tảng hàng đầu về thương mại điện tử toàn cầu giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp B2B, đã chính thức ký biên bản ghi nhớ. Trong thời gian qua, thị trường hàng hóa trong nước và thế giới đều chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Trước cái tình hình này, thì Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục xúc tiến thương mại tập trung nghiên cứu, triển khai và điều chỉnh nhiều hoạt động xúc tiến thương mại để phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó thì hoạt động xúc tiến thương mại thông qua môi trường thương mại điện tử đang đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Chúng ta đã biết rằng là đây là một cái thời kỳ hay là một cái thời đại của chuyển đổi số, cho nên là cái việc mà tham gia vào quá trình chuyển đổi số và hưởng ứng nó là một tất yếu khách quan của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam và cũng như là các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Và thể hiện cụ thể của cái việc chuyển đổi số này đó là việc kinh doanh qua môi trường thương mại điện tử. Và chính vì vậy cho nên là Cục xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương đã tìm đến Alibaba, hai bên đã trao đổi với nhau và để tìm ra cái cách mà hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào thương mại điện tử cũng như là xuất khẩu trực tiếp hàng hóa của mình thông qua môi trường thương mại điện tử của Alibaba ra toàn thế giới. Bộ Công Thương đã triển khai nhiều chương trình hoạt động cụ thể kết hợp với các hình thức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước thông qua môi trường thương mại điện tử. Bộ Công Thương đã phối hợp với các đối tác lớn trong lĩnh vực thương mại điện tử như Amazon, Google để cung cấp các giải pháp đào tạo doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến thương mại, giúp các doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả. Theo xu hướng toàn cầu, thương mại điện tử xuyên biên giới trở thành một kênh quan trọng cho xuất khẩu. Hiện nay, có 32% doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đã thiết lập quan hệ kinh doanh với đối tác nước ngoài thông qua các kênh trực tuyến. Việc gia nhập nền tảng thương mại điện tử B2B sẽ giúp doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận trực tiếp với khách hàng trên toàn thế giới, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu, giảm chi phí so với hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống như tham gia hội chợ, triển lãm, thiết lập văn phòng tại các thị trường mục tiêu. Hiện tại thì cũng có rất nhiều những cái yêu cầu khắt khe với các thị trường khó tính, nhưng mà tôi vẫn tự tin là chúng ta, các doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ vẫn có thể đáp ứng được, bởi vì là về thời điểm công nghiệp hóa và hội nhập toàn cầu thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể tự tin xuất khẩu các sản phẩm của mình. Cục xúc tiến thương mại hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam và tiếp cận được với thị trường thế giới thông qua những cái nền tảng thương mại điện tử sẽ hỗ trợ toàn diện các công ty, các doanh nghiệp Việt Nam để có thể có cơ hội đưa sản phẩm của mình ra thị trường. Đối với doanh nghiệp thì chúng tôi kỳ vọng là sau khi mà cái thỏa thuận ký kết giai bên thì Alibaba sẽ có những chính sách tốt cho các doanh nghiệp mà định hướng xuất khẩu, đặc biệt là khi mà sử dụng cái dịch vụ của các bên. Qua sàn thương mại điện tử Alibaba.com, doanh nghiệp Việt có thể quảng bá sản phẩm tới 260 triệu doanh nghiệp mua hàng tại 240 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Sau khi đăng ký trên các sàn giao dịch B2B của Alibaba, các doanh nghiệp có thể chào hàng, tìm kiếm bạn hàng, đặt hàng, ký kết hợp đồng, thanh toán qua hệ thống này. Alibaba.com đã liên tục xây dựng quan hệ đối tác với các hiệp hội, đối tác kinh doanh và ngân hàng với mục tiêu giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nâng cao năng lực kỹ thuật số, kỹ năng vận hành, quản lý khách hàng và hoàn thành đơn hàng. Hợp tác với các đối tác tại Việt Nam và trên toàn cầu, chúng tôi muốn hướng tới mục tiêu đến năm 2024 đạt tổng giá trị giao dịch hơn 100 tỷ đô la Mỹ, hỗ trợ hơn 10 triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa trên khắp thế giới và có trên 10.000 nhà cung cấp đến từ Việt Nam hoạt động thương mại B2B trên Alibaba.com. Với sự hỗ trợ của Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương và tất cả các đối tác tại Việt Nam, chúng tôi có mặt tại đây để thể hiện cam kết và đầu tư lâu dài với niềm tin mạnh mẽ vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực về thương mại điện tử, đưa sản phẩm lên sàn Alibaba.com thành công, từ cuối năm 2020, Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương và công ty Alibaba.com đã phối hợp triển khai chương trình gồm chuỗi sự kiện huấn luyện, đào tạo cho doanh nghiệp để tư vấn trực tiếp và kết nối doanh nghiệp với mạng lưới dịch vụ hỗ trợ được thiết kế riêng cho chương trình. Hoạt động này đã thu hút được kết quả đáng khích lệ với hàng nghìn doanh nghiệp được đăng ký đào tạo, hơn 300 doanh nghiệp tham gia tư vấn xuất khẩu, nâng cao năng lực thương mại điện tử và hơn 50 doanh nghiệp tiềm năng sẽ lên sàn thành công trong các ngành như nông sản,
sản, thủy hải sản, đồ gỗ, thực phẩm chế biến, đóng gói. Thông qua kênh Alibaba.com, giá trị hàng xuất khẩu từ doanh nghiệp Việt Nam có thể tăng thêm nhiều hơn nữa khi các doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội tham gia xuất khẩu trực tiếp. Chính vì vậy, việc Alibaba.com lần đầu tiên hợp tác với một sàn thương mại điện tử Việt Nam đang mở ra cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam cơ hội xuất khẩu trực tuyến đầy tiềm năng.